Anh biết rồi. Miễn sao em cảm thấy vui là anh vui à. Còn có ngày nữa là tụi mình quay trở lại thành phố rồi. Em cũng lo tranh thủ tâm sự với tía má đi nha. Ừ. Vậy thôi ha. Có gì anh gọi lại sao? Đối chuyện với con Hạnh đó con. Dạ tía. Dạ, con dặn Hạnh á, đừng có đem đồ lên thành phố nhiều quá, sách không hết đó tía. Đây. Cái gì vậy tía? Tía muốn cô có chút lập ăn. Thôi, tía má đã cho tiền con trả nợ rồi, con không thể nào lấy tiền của tía má nữa đâu. Gì mà tiền của tía má? Của tụi con hết á. Tía má có làm lụng dành chúng cũng để cho tụi con. Lớn tòng ngồng vậy rồi, ra ngoài làm ăn chưa lo được cho tía má ngày nào hết. Giờ tự nhiên để tía má lo ngược lại cho con ái nái lắm. Tía, bạn của con trên Sài Gòn mới báo á, là con mới bán được xe rồi, coi như là con có được mới vốn rồi tía. Tía đừng có lo. Nếu mà ái nái thì ráng làm ăn giùm tía, kiếm gấp trăm gấp ngàn lần này cho tía. Tía biết là làm ăn là cần rất nhiều tiền, cứ giữ lấy đi. Nhưng mà... Tía nói đúng rồi đó. Em cứ giữ lấy làm vốn đi, khi nào ăn nên làm ra rồi trả lại cho tía má sao cũng được mà. Cái tiền này là phần của thằng Phước à, mấy đứa nào cũng có phần mà. Khi nào cần là tía cho ha. Tía cứ giữ đó đi, tụi con chưa có cần đâu. Tía phải nói vậy, sợ tụi con phê bình là tía thiên vị. Anh em tụi con hiểu tía má mà, tụi con yêu thương nhau không hết nữa, cho nên tía má cứ an lòng nha. Vậy coi như số tiền này tía cho con mượn nha, khi nào làm ăn được con sẽ trả lời lớn đầy đủ cho tía. Tía con lời lớn gì khỏi. Phải trả tiền lời chứ tía, như vậy mới có động lực mà làm việc. Tùy muốn sao muốn. Mời anh chị. Mời anh chị. Dạ. Dạ. Dạ thưa anh chị ba, hôm nay vợ chồng tôi có ít xin lễ đơn sơ, mang quà để xin phép anh chị cho gia đình chúng tôi cưới cháu lành cho thằng Bô con của chúng tôi. Rất mong anh chị sẽ chấp thuận và đồng ý. Xin lỗi, bất ngờ quá cho nên tôi hơi xúc động. Ông nghĩ sao ông? Ta chẳng gì nữa, gả thôi. Dạ thưa anh ba, chị ba, không biết là thời gian nào sẽ thuận tiện nhất để anh cho phép hai cháu được làm hôn lễ ạ? Lộc, con muốn chờ nào cưới? Dạ tùy hai bác quyết định. Còn làm sao con? Dạ con cũng tùy tía má. Nhìn mặt hai đứa là tôi hiểu nó muốn cái gì rồi. Dạ. Dạ thật ra là vợ chồng chúng tôi cũng mong hôn lễ cử hành sớm à, mong anh chị bà tính giùm á. Dạ thiệt tình thì vợ chồng tôi cũng vậy. Ừ, phải bà. Nay ông nói là đúng nhất á. À chú Tư Trực đó là em trai của ông xã tôi. Dạ. Chú ấy cũng chọn ngày lành tháng tốt để làm đám cưới cho chú ấy, con trai của chú nữa. Vậy hả? Thôi sẵn vậy mình làm luôn cho nó vui đi ông. Dạ. Nếu được vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh chị ba. Dạ. Nhớ nha, Tân Lộc chứ không phải Bo Bo nữa nha. Nhớ rồi. Bo, ủa không phải Tân Lộc. Dạ. Xong chưa con? Dạ xong rồi má. Con gái của má đẹp quá. Nay con đi lấy chồng. Má đội mấn cho con nha.
Sum Dày 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1 và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVNLi.